Xin chào tất cả những người anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Phong đây. Và cái ngày cuối cùng này chúng ta cũng đã đến rồi đó. Ngày thứ 7 ở trong tựa game Di Sản Hắc Ám. Đây sẽ là cái ngày cuối cùng mà chúng ta như đã hứa với tinh linh, à quên nhầm, như đã thực hiện giao ước với tinh linh, thì đây sẽ là ngày cuối cùng trong lễ hội, cũng như là lần cuối cùng mà tinh linh sẽ nhập xác của mình. Đó. Nhưng mà sự thật thì hết ngày hôm nay chúng ta có trở lại với cuộc sống bình thường không? Thì đó vẫn là một câu dấu hỏi. Đó. Rồi. Thì không nói nhiều nữa. Chúng ta cũng bắt đầu tập này thôi. Tập số 10. Đây là một cơn ác mộng. Cháu không biết phải làm sao khi bị đánh đập thêm lần nữa. Khởi hành thôi. Kết thúc rồi. Bầy tôi trung thành của ta vừa kịp đến. Để gặp ta. À, để xem bầy tôi trung thành là ai nhé. Ta sẽ chỉ sử dụng quyền năng của ta dành riêng cho ngươi. Liệu ngươi có đáp lại ta? Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Suy nghĩ cho thông. Nếu như ngươi tin ta và ngoan ngoãn vâng lời, ngươi sẽ được công thành danh toại, vượt xa những mộng tưởng. Nếu ngươi từ chối, cái giá phải trả là máu. Tôi... Đúng rồi, tiếp tục và đáp đi. Ok thôi, chúng ta theo đến cùng. Theo đến cùng. Còn nếu như không biết mà mình từ chối thì sẽ như thế nào? Khi mà chúng ta đã đồng ý với tất cả những cái điều kiện trước đó, nhưng mà từ chối vào ngày cuối cùng thì nó sẽ như thế nào? Một quyết định khôn ngoan. Khi ngày mai đến, người sẽ sống cuộc đời không thể khước từ quyền năng của ta. Yeah, tức là chúng ta không thể trở lại ngày như bình thường nữa. Hiện tại chúng ta đang là người nổi tiếng rồi. Nhưng mà nổi tiếng theo nghĩa nó như thế nào thì chả biết được. Chúng ta sẽ tái ngộ. Nổi tiếng để làm gì khi mà nếu như chúng ta bị gắn chặt chân ở đây các bạn? Chúng ta không thể trở về Seoul được nữa. Mọi thứ sẽ diễn ra đúng theo dự liệu. Và quyết định của người đêm này sẽ thay đổi người vĩnh viễn. Nào, để xem nào. Để xem sáng ngày hôm sau sẽ như thế nào nào. Không biết đêm qua chúng ta đã làm những gì đây. Lại đi khắp làng à? Ngày 8 tháng 8. Hình như vậy. Sao lại hình như vậy nhỉ? Đúng thế còn gì nữa. Có cảm giác chết là cách duy nhất để chấm dứt nỗi đau này. Nói chung là tâm lý nhân vật chính đang rất là bất ổn rồi. Úi kì đây. Tôi không nhìn thấy gì cả. Chắc là sáng sớm rồi. Thế quái nào? Thế quái nào mà hôm qua tôi lại bất tỉnh? Mặt trời vẫn chưa lên à? Nhưng sao cơ thể tôi lại không thể cử động? Tôi phải đứng dậy. Tức nghĩa là hôm qua chúng ta đã làm gì mà đến nỗi ngày hôm nay chúng ta không thể làm được, không thể cử động được tí nào luôn là sao? Tay không cử động được chút nào luôn. Chân mình, con cổ thì sao? Khi tôi cố gắng di chuyển chân của mình thì cổ tôi lại nhô lên. Hử? Cái gì đây? Cơ thể không nghe lời nữa kìa. Cơ thể mình điên rồi. Toàn bộ cơ thể của tôi bắt đầu tự di chuyển. Vậy đây là điều sẽ xảy ra khi tôi không tuân theo tinh linh sao? Mình có mà. Tôi nhìn thấy một ly nước ở bên cạnh giường của mình và rất muốn uống nó. Làm ơn, di chuyển đi mà. Bởi vì tay chân mình có vẻ không cử động cho nên là chúng ta chỉ còn mỗi cử động đầu thôi. Hy vọng là vậy. Tôi cử động đầu và áp môi mình vào cái ly. Tôi phải chật vật mới áp được mặt mình tới gần cái ly. Nhưng lưỡi tôi lại quá ngắn. Chết tiệt. Phải tinh linh đã chiếm đoạt cơ thể mình. Chắc là vậy rồi. Vì tôi không thể cảm nhận được điều gì. Tôi rời phòng và đi xuống cầu thang. Tôi cố gắng bước đi cẩn thận. Toàn bộ cơ thể tôi lại không vâng lời. Tôi nghe tiếng điện thoại reo lên ở trong túi. Mình tưởng là rơi vỡ nát cái điện thoại rồi mà.
Cuối cùng hóa ra vỡ mỗi cái màn hình thôi à? Chuyện gì nó xảy ra? Hy sinh à? Tôi nhích người từng một chút và tiến về phía nhà của chị. Đúng rồi. Có khi chị lại là vật hy sinh rồi. Như bà nói tập trước ấy. Chị ơi, chị ở đâu? Chị ơi. Ngôi nhà bị sới tung, tất cả mọi thứ gần như bị hỏng hết. Cứ dùng đèn điện thoại để lục soát ngôi nhà. Điều này chắc chắn là có chống cự này, nhưng mà khoan thua. Cái gì đấy? Điếu thuốc với lại bật lửa à? Nhìn cái hơi lạ lạ. Nếu mà chị để nó ở lại đây thì chắc chắn là họ đã bắt được chị ấy rồi. Sao mà trốn được? Trốn phải mang theo chứ. Chết tiệt. Tôi nhặt gạt tàn lên. À gạt tàn các bạn ạ. Và rời khỏi ngôi nhà. Rất xin lỗi các bạn, mình không hút thuốc cho nên mình chả biết được. Ở ngoài cửa, đó có phải con người không? Có ai đó đang đứng bên ngoài cửa nhà chị. Trưởng làng à? Chắc chỉ có trưởng làng, có trưởng làng vào đây nữa. À thủ tử. À cậu đây rồi. Ông thủ tử đang ở sau lưng tôi. Ha. Trời heo, tại sao? Cậu phải đi cùng tôi đến chỗ này. Chúng ta còn có thời gian. Tôi muốn ở một mình. Đừng lo lắng về tôi. Cậu Ly, tôi ghen tị vì cậu được sinh là đã sung sướng. Đây không phải ý của tôi, nên đừng trách móc tôi quá nhiều. Ông thủ tướng lấy khăn phủ lên mặt tôi rồi tóm lấy tôi. Ôi trời ơi. À, cố gắng vùng vẫy đấy nhưng không ăn thua đâu. Rồi chúng ta đã chìm vào trong giấc ngủ, bị đánh thuốc mê rồi, hay là bị chùm cái túi cho nó ngộp thở. Tôi không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt xào xạc. Miệng tôi. Tại sao lại có hai cái lựa chọn nó khác hẳn nhau thế này? Thì mình chọn không bị chói như nào? Nhưng đây là đâu? Mặt trời chiếu vào phòng có một ô cửa sổ nhỏ, qua làn sương mù. Căn phòng trông giống như một nhà kho chứa đầy đồ đạc. À, ông thủ tư nhốt mình vào trong kho à? Điều cuối cùng mà tôi nhớ, tôi đã tỉnh dậy và... Chứ không phải là ông thủ tử vừa tóm mình vào đây à? Tại sao lại nhớ tận lúc sáng thế này? Cố gắng uống nước, nhưng tôi thực sự không uống được cái gì cả. Sau đó tôi vật vã lắm mới đi xuống lầu. Rất khó để di chuyển xung quanh vì căn nhà quá tối. Và tinh linh thì vẫn tiếp tục cố gắng chiếm lấy ý thức của tôi. Và sau đó tôi không nhớ, thậm chí là không biết tại sao lại tôi lại đang ở đây. Tôi cố gắng đứng dậy. Chân tay tôi đã bị trói. Đúng rồi, tôi bị kéo lê tới đây. Tứ chi đều bị trói như thế này. Tại sao? Trốn à? Chắc là không trốn đâu nhỉ. À nhưng mà thực ra trói thì cũng chỉ để phòng trường hợp là mình trốn ra ngoài thôi mà. Nhưng mà chắc là cái dưới đấy, bởi vì họ cần tôi. Tinh linh có lẽ đã rời khỏi cơ thể mình, họ sẽ không cần tôi. Là do bà muốn như vậy ư? Bà chắc không không muốn tổn thương cháu trai đâu nhỉ. Chắc là cái trên rồi. Là do tinh linh muốn như vậy ư? Mà thực sự thích tôi đến thế sao? Đầu tôi bắt đầu đau. Không thể nào. À, tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sao? Bình tĩnh nào. Tuy nhiên, trước hết thì tôi cảm thấy mình lại thoát ra khỏi chỗ đó. Không biết tôi đang ở đâu, nhưng mà tôi có thể ngửi thấy mùi rừng. Chắc là tôi đang ở gần ngọn núi. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự biết cảm giác mùi à, cảm nhận mùi hương của núi rừng là gì. Cảm giác ấm áp dễ chịu. Tôi cảm thấy bị thôi thúc muốn chìm vào giấc ngủ và nghỉ ngơi. Không, tôi không thể. Tôi phải ra khỏi đây.
Tôi ngồi thẳng dậy và nhìn xung quanh khoảng không gian tối tăm. Đúng rồi, tôi có tìm được thứ gì hữu dụng này. Có cái con dao hay cái gì đấy không? Phân bón, có đúng không? Những bao tải có dòng chữ phân bón được chất cao ở bên dưới khung cửa sổ nhỏ. Tôi có thể leo ra khỏi cửa sổ nếu như leo lên mấy bao phân này. Tôi nên thử, nhưng mà trước hết thì mình nên cần phải cởi trói tay chân đã. Chứ cứ trốn ra ngoài mà hai chân, hai tay bị trói lại thì chạy đâu. Tôi cố đứng dậy và trèo lên các bao tải phân bón. Hứ? Hả? Tôi muốn mở cửa sổ nhưng mà sao không thể nào nới lỏng dây trói ở hai tay. Hù, chết tiệt. Tôi áp mặt vào cửa sổ, răng đề mạng nhện và nhìn ra ngoài. Tôi nghe thấy có ai đó ở bên ngoài. Có phải là một người không? Thôi thôi, đừng hét lên nhá. Chắc chắn là người đấy là đang trông chừng mình rồi. Hét lên thì có chết thôi. Tôi lắng nghe chăm chú. Tiếng bước chân đi tiến gần hơn. Tôi khá chắc là họ đang tiến vào bên trong. Cửa kêu lạch cạch. Ánh sáng tràn qua cánh cửa đang mở. Biết ngay mà. Cậu tỉnh rồi à? Sao ông lại nhốt tôi ở đây? Nếu mà mình hỏi thế chắc chắn ông này sẽ bảo đấy là tôi chỉ nghe tuân theo lệnh thôi. Chứ tôi cũng không biết đâu. Tôi đang ở đâu? Ở đây à? Đây chỉ là một nhà kho chứa hàng mà tôi sử dụng. Tại sao ông lại nhốt tôi ở đây? Bởi vì bà chủ bảo tôi làm vậy. Thì tất nhiên không phải tinh linh rồi mà là bà mình các bạn ạ. Tôi rất tiếc. Nghi lễ đó. Nghi lễ à? Tôi vẫn chưa. À không, tôi không thể nói cậu nghe được. Mình phải suy nghĩ cách cởi trói trước, rồi suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì. Đúng rồi đấy, mỗi tội nhận ra điều này hơi muộn. Tôi bắt chước giọng nói à? Không bắt chước ở đâu. Nhưng mà được không nhỉ? Bởi vì cái ông thủ tư này thì trông có vẻ. À, như ông thủ tư này đã từng nói với mình là sẽ không bao giờ tin lời của mình, cho nên là thôi. Thôi thì mình là con người lịch sự mà. Tôi lịch sự yêu cầu đi. Tất nhiên là sẽ không được đâu. Nhưng còn hơn là bắt chước giọng nói. Đằng nào ông thủ tướng thì ông cũng nghĩ chúng ta giả mạo thôi. Hoặc là không, thế nào cũng được. Tôi lịch sự yêu cầu. Ông ơi, tôi bị trói nên tôi thậm chí không thể đi tiểu được. Và toàn thân tôi đau nhức. Ít là ông cũng nên cởi trói cho tôi chứ. Tin không? Cậu Ly, tay chân cậu có đau không? À, đó không phải điều hiển nhiên sao? Tôi không biết là mình đã bị trói bao lâu rồi. Tôi sắp phát điên lên mất. Ông khóa cửa cũng không sao, nhưng ít nhất thì cũng nên cởi trói cho tôi. Thế này quá đáng lắm rồi đấy. Cậu không bao giờ được phép đi ra ngoài. Tôi khẽ gật đầu thay vì hé miệng nói bất cứ điều gì. Cái này phải nên để trong trong ngoặc chứ. Cái này là suy nghĩ thôi mà. Ông thủ tư cẩn thận tiến lại gần và cởi trói hai chân tôi trước. Làm ơn, đừng đứng dậy. Tôi cố gắng duỗi hai chân một chút nhưng mà chúng bị chuột rút. Ôi trời. Ông thủ tư theo dõi cách tôi phản ứng và sau đó cởi trói hai tay ở sau lưng tôi. Ông thủ tư rời đi và khóa cánh cửa ở sau lưng ông ta. Cậu Ly, tôi đã cởi trói cho cậu. Tôi sẽ mở khóa cửa sau khi mọi chuyện kết thúc. Nếu như mà mình không phải là một phần trong cái nghi lễ này các bạn, thì khả năng cao là chúng ta bị nhốt lại. Bởi vì có hai trường hợp. Một là chúng ta không thể trốn. Hai là bọn chúng đang thực hiện nghi lễ lên chị hàng xóm và không muốn chúng ta phát hiện ra được. Đó, bởi vì chúng ta mà phát hiện ra thì thế nào chúng ta cũng sẽ ngăn cản. Cho nên là cái biện pháp thứ nhất là nhốt mình trong này. Ok, đại khái là như thế. Mình không biết có đúng không. Tôi không trả lời. Nếu như mà cậu cần đi vệ sinh, cậu cứ đi đại ở đâu đó. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Tôi nghe tới bước chân của ông ta ngày càng xa. Tuy nhiên tôi vẫn không thể đứng dậy vì toàn thân đang bị chuột rút. Tôi đứng dậy và đẩy cửa nhà kho. Nó bị khóa rồi. Tôi nhìn ra khe cửa và thấy một cái móc nhỏ đang giữ cho cửa đóng lại. Nếu như mình có thể loại bỏ cái đó, mình nghĩ mình có thể mở cửa.
Làm sao để mình thoát ra khỏi đây? Tôi sơ cửa một chút, cái cửa bị rỉ sét và đã mục nát. Mình nghĩ cái cửa sẽ gãy nếu như xô đủ mạnh. Thế đẩy luôn nhỉ? Đẩy luôn không? Đẩy luôn đi. Nếu như mình dồn hết trọng lượng của cơ thể và tung mạnh vào cánh cửa, có thể nó sẽ mở tung ra. Tôi hít một hơi thật sâu và lùi lại ra khỏi cửa. Làm thế nào? Rầm. Cánh cửa kim loại phát ra một tiếng động lớn khi tôi đâm sầm vào nó. Cái đệt mình tưởng cửa gỗ ạ. Nhưng nó không hề nhúc nhích. Phải rồi, cái này không có hiệu quả. Mình cần tìm cách để tháo cái chốt cài. Mình cứ tưởng cửa gỗ ạ. Thế cả mục nát cơ mà, sao cửa kim loại lại mục nát được? Tôi lấy điện thoại ra và dùng đèn để tìm xung quanh nhà kho. Không có gì ở trong nhà kho. Trông có vẻ hữu dụng. Mình đang thấy một cái cuốc hay cái gì đấy đang ở trước màn hình nha. Không có thứ gì đủ mỏng để lọt qua khe cửa. Tôi dùng điện thoại chiếu sáng cái cửa và quan sát kỹ hơn. Hả? Ngoài ra còn có một ổ khóa ở bên trong cánh cửa. Nếu mình có thể mở cái này, thì liệu cửa có mở không? Tôi vặn khóa và cánh cửa mở ra. Sao dễ dàng quá vậy? Vãi trưởng. Đây chúng ta tìm cách để mở cửa, cùng vặn tay nắm cửa và đi ra ngoài. Wow, tuyệt vời đấy. Tôi đã có thể rời khỏi nhà kho. Cây cối bao phủ khắp ngọn núi và không có nhiều ánh sáng mặt trời chiếu qua. Lạ quá, ở đây không hề nóng chút nào. Thực ra là còn lạnh. Nhưng ngay khi tôi tập trung sức lực của mình, tôi có thể nghe tiếng huyên náo. Nghi lễ tổ tiên vẫn phải được tiếp tục. Tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc cổ truyền phát ra từ trên núi. Và hình như tôi thấy cả khói. Tôi cũng nghe thấy tiếng của mọi người ở bên dưới, nghe giống như hội làng cách đây vài ngày trước. Mình nên đi lối nào? Mình chạy đi đâu? Không, mình đã lặn lội lên đến đây. Mình không thể trốn chạy mãi. Mình phải chứng kiến kết cục của chuyện này. Vì mình cũng không có thời gian. Bởi vì mình đã muốn né mọi người các bạn ạ. Chúng ta sẽ lên núi nhá. Lên núi. Tôi thở dài thườn thượt và bắt đầu đi về hướng cột khói. Cái cảnh vật núi non đặc trưng đang bắt đầu thay đổi. Để xem ai đốt khói trên này nhé các bạn nhé. Thì chỉ có một trong hai người thôi. Một là bà, hai là trưởng làng. Cái cảnh vật núi non đặc trưng đang bắt đầu thay đổi. Những tấm vải sặc sỡ treo trên cây. Những tảng đá có nhiều hình dạng và kích thước. Những điêu khắc bằng gỗ có hình dạng như con người. Tôi có thể ngửi thấy mùi khói ngột ngạt đang đến gần. Nào, quyết chiến nào. Let's go. Úi rồi, tôi có thể nghe thấy ai đó đang đến. Một giọng nói quen thuộc. Cái gì vậy? Tiếp tục đi, bỏ chạy làm cái gì? Đây rồi, cái miếu thờ ấy rồi. À, nhà người đã lặn lội đến tận đây. Thành tiến của người lay động lòng người. Đau quá. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, combo luôn. Bố. Mọi người trong nơi cùng đến ngay lập tức phản ứng với tiếng la hét của tôi. Ai, thế bây giờ mình không thể hiểu được tại sao tập trước mình lại nghĩ trưởng làng là bố mình nữa. Chắc chắn mình có vấn đề rồi. Làm thế nào? Kiều, tớ đang làm gì ở đây? Chết tiệt. Ông ta nói là cậu ấy đã bị trói chặt. Giờ chúng ta làm gì? Mẹ ơi, chúng ta nên làm gì? Ừ, what the hell? Đầu tôi đau như đang vỡ ra. Nhưng bố cũng đang ở đây. Nhìn giống bố đấy. Thôi rồi, nói chung là thôi, thằng điên Lee Kyung đang có vấn đề rồi. Đau đớn vô tận trong suốt thời gian. Ta và người kết giao. Người thấy sao? Im miệng. Im miệng và cút đi.
Bố bà và bố tôi chạy đến bên cạnh tôi khi thấy tiếng hét của tôi, nhưng họ không dám động chạm vào tôi. Cuộc sống không thể tránh khỏi khổ đau. Những hy vọng, ước mơ và ham muốn bắt đầu bắt nguồn từ khổ đau này chính là gốc rễ cho sự tồn tại của ta. Nhờ ngươi mà ta cũng đã có một thể ngộ sâu sắc hơn về nguyên lý này. Ngươi hiện diện ở đây là kết quả của một giao kết kỳ lạ, phức tạp và rối rắm. Đó là lời giải thích duy nhất. Trùng hợp rồi lại trùng hợp, ắt dẫn đến điều tất yếu. Rốt cuộc, nguyện vọng chấp thuận ta cũng đã tỏ tường. Ông đang nói cái gì? Cút đi! Cút khỏi đây ngay! Cảm giác như mắt mình đã bị nhuộm đỏ. Hiển nhiên người thích hợp làm thân xác cho ta hơn là thứ bất túc và nhược tiểu này. Là ai đấy? Chị à? Đúng rồi, ba người đang thực hiện nghi lễ lại hiến tế con ạ. Cho nên là từ lúc mà chúng ta bị trói đến bây giờ thì không có sự xuất hiện của tinh linh là vì thế. Nhưng mà với cái việc mà chúng ta mò lên đây thì tinh linh đã lại nhập vào cái xác của chúng ta. Đừng có đùa, cút đi. Tôi không thể từ chối. Thần xác phàm trần sao có thể trái ý ta. Thôi, tạm biệt Lee Kyung. Kyung, con trai, cố lên, làm ơn đi. Trưởng làng im lặng lại từ nãy giờ. Thôi, chúng ta nói lời tạm biệt Lee Kyung vậy đây nhỉ. Rồi xong, nhập thể rồi. Chúng ta là một thể. Tôi, bản thân tôi trước đây, tôi là ai? Úi dồi, nó nhảy ra một loạt con ạ. Đây là khi nào? Sao không ai nói năng gì vậy? Có ai ở đây không? Ai cũng được. Ây chà chà. Mười năm sau đó. Nhảy một phát sang 10 năm luôn ạ. Và mọi thứ lại diễn ra tốt đẹp vào ngày hôm nay. Tuyệt. Ngay cả khi mình không có nghề ngỗng gì thì những người phụ nữ này đều chu cấp tiền bạc cho mình. Đúng rồi, xem ra tất cả là nhờ ơn ông đấy. Đây thật sự là cuộc sống của tôi hay sao? Đã mở khóa thành tựu. Ôi, như mình đạt được cái ending rồi các bạn ơi. Thậm chí tôi muốn đi ngủ thì tôi cũng không thể ngủ được. Tôi thật sự không nhớ lần cuối mình ngủ là khi nào. Ông có thể nghe tôi, phải không? Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất tức giận nên lấy con dao bên cạnh và cứa vào cổ tay mình. Rẹt! Thì tôi lòi ra ngoài khi con dao cứa qua. Nhưng mà chỉ chưa đến một giây thì lại trở về trạng thái bình thường. Như vậy chúng ta đã bất tử rồi các bạn ạ. Bất tử rồi. Mình không bắt chước được điệu cười đâu các bạn ạ. Đây là điệu cười của sự đau khổ. Ui trời, mình mở khóa được tập ảnh liên tục luôn. Rồi xong. Ok, như vậy chúng ta đạt đạt được cái ending đầu tiên các bạn ạ. Ending là tự kỷ. Nhưng mà thật sự thì mình vẫn không hiểu được lắm chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà đây, chúng ta đã ước được nổi tiếng. Và chúng ta đã nổi tiếng, cho nên là những người xung quanh luôn luôn cung cấp cho mình đầy đủ những thứ mình cần. Và chúng ta có thêm được sự bất tử. Khi mà chúng ta kể cả cứa tay các kiểu thì cũng không thể chết được. Nó sẽ hồi phục lại sau vòng vài giây. Nhưng mà chúng ta đã phải, nhân vật Lee Kyung này đã phải chịu sự đau đớn khá là nhiều. Và có vẻ như là cái con tinh linh như là biến mất không một dấu vết luôn các bạn ạ. Khi mà trong những phút cuối cùng này thì Lee Kyung có nói chuyện một mình thôi. Hoặc cũng có thể là tinh linh nó vẫn còn tồn tại nhưng nó sẽ không bao giờ lên tiếng nữa. Tự kỷ rồi. Ok, để xem nha. Rồi, ok. Như vậy thì mình đã chính thức đạt được cái ending đầu tiên.
Để chúng ta cùng xem ra mở khóa được cái ending gì nhá. Ending số mấy. Ok, cuối cùng thì chúng ta cũng đã kết thúc tựa game này trong phần chơi thứ nhất rồi. Và yeah, có một bạn đã hướng dẫn cho mình đạt được một vài cái ending khác, thì mình sẽ cố gắng là làm thành video cho các bạn và sẽ hướng dẫn các bạn rất là cụ thể, nhiệt tình để mọi người có thể. U rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ending. Mình mà khóa được cái ending thứ 5 các bạn ạ. Ok. Rồi, thì lần chơi đầu tiên của Di Sản Hắc Ám lần thứ nhất kết thúc tại đây các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những ending sau nhé. Bye bye mọi người.